bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Israel đã đánh lạc hướng để hạ sát thủ lĩnh tối cao Hezbollah như thế nào? Chia sẻ với tờ Telegraph, một quan chức cấp cao Israel cho hay đây là kế hoạch đánh lạc hướng làm cho thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah nghĩ rằng Israel sẽ không thực hiện hành động quân sự quy mô lớn nào trong lúc thủ tướng Benjamin Netanyahu vắng mặt, ông Netanyahu đã chấp thuận cho triển khai cuộc không kích. Trước khi ông có bài phát biểu tại Liên hợp quốc, vị quan chức Israel nói: "Hôm 28 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố ông Nasrallah, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah từ năm 1992, đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel vào thủ đô Beirut, Lebanon trong ngày trước đó." IDF cho biết thêm cuộc không kích nhằm vào trụ sở trung tâm của Hezbollah, nơi nhóm vũ trang được cho là đã xây dựng căn cứ nằm bên dưới các tòa nhà dân cư. Cũng theo quân đội Israel, các chỉ huy cấp cao của Hezbollah đang nhóm họp tại trụ sở trung tâm đúng thời điểm Israel triển khai không kích. Sau đó, Hezbollah đã lên tiếng xác nhận ông Nasrallah cùng hai sĩ quan cấp cao khác là Ali Kaki, tư lệnh mặt trận phía nam của Hezbollah và Nabil Kauk chỉ huy đơn vị an ninh phòng vệ đã thiệt mạng trong cuộc không kích của israel nhóm vũ trang thề rằng sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại israel để ủng hộ người dân ở giải gaza và bảo vệ lebanon trong bài phát biểu tại liên hợp quốc thủ tướng netanyahu nhấn mạnh israel sẽ tiếp tục làm suy yếu hezbollah cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra sau khi thông tin về cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah được công bố, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền của Israel trong việc tự vệ trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm vũ trang nào mà Iran hỗ trợ. Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là giảm leo thang các cuộc xung đột đang diễn ra ở cả giải Gaza và Lebanon thông qua các biện pháp ngoại giao, ông Biden nói thêm. Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei đã lên án vụ ám sát nhằm vào ông Nasrallah. Ngoài ra, truyền thông đưa tin ông Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn giữa lúc Iran tăng cường an ninh sau các cuộc không kích của Israel vào Lebanon. Được biết trước đó, Israel đã xác định được vị trí của thủ lĩnh Hezbollah sau khi nhận được thông tin từ một điệp viết ngầm người Iran. Theo bản tin trên tờ báo Pháp, Le Parisien. Điệp viên ngầm này đã thông báo cho các quan chức Israel về sự hiện diện của Nasrallah tại bong cây ngầm của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Tin tức tình báo tiết lộ, thủ lĩnh Nasrallah đang tham dự một cuộc họp với các thành viên cấp cao của nhóm tại một khu phức hợp gồm 6 tòa nhà nằm ở Dahien, khu vực đông dân cư ủng hộ Hezbollah. Các quan chức Israel nhận được thông tin tình báo về vị trí của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah chỉ vài giờ trước khi cuộc không kích xảy ra. Theo Guardian chỉ ra, điệp viên thông báo cho người Israel rằng thủ lĩnh Nasrallah đang trên đường đến Bonke là người Iran. Nếu đúng, sẽ là thông tin cực kỳ đáng chú ý vì Iran là nước hậu thuẫn chính của Hezbollah. Tờ báo của Anh lưu ý, Nasrallah vốn là người cực kỳ cẩn thận với các biện pháp an ninh cho bản thân và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Với tính cách này, thủ lĩnh Hezbollah sẽ không tiết lộ nhiều về kế hoạch đi đến địa điểm họp ở Dahien. Tuy nhiên, thâm nhập tình báo trong mạng lưới của Hezbollah quá sâu đến nỗi Israel biết được Nasrallah và những thành viên còn sống sót khác của bàn lãnh đạo Hezbollah sẽ họp tại địa điểm bí mật và ra lệnh ném bom. Tại sao Iran vẫn án bình bất động khi xung đột Israel-Hezbollah leo thang? Bất chấp vai trò quan trọng của Hezbollah là lực lượng đại diện khu vực của Iran, Tehran vẫn ngần ngại can thiệp khi Israel đang làm suy yếu nhóm này. Các yếu tố kinh tế, chính trị và chiến lược giải thích lý do tại sao. Bình luận trên tờ Jerusalem Post Israel ngày 30 tháng 9, Fahad Reza, học giả và là nghiên cứu viên cao cấp tại dự án Philos, cho rằng khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng, vai trò của Iran như một đồng minh chính của Hezbollah càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Tehran lại tỏ ra thận trọng trong việc can thiệp mặc dù Israel đang tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào phong trào này. Nhiều yếu tố từ kinh tế đến chính trị và chiến lược đã ảnh hưởng đến quyết định của Iran trong bối cảnh trên. Gần đây, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Hezbollah, khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah cùng với nhiều chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah thiệt mạng. Các cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại về nhân sự mà còn làm suy yếu nghiêm trọng cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của Hezbollah, bao gồm việc phá hủy hệ thống chỉ huy và kiểm soát cũng như kho tên lửa tầm ngắm và tầm trung của nhóm này. Hezbollah không chỉ là một lực lượng vũ trang mà còn là một nhóm dân quân thân Iran và có vai trò chiến lược với Tehran trong khu vực đặc biệt trong trường hợp Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là tại sao Iran lại tê liệt trước những cuộc tấn công từ Israel này? Phải chăng Tehran đang từ bỏ đồng minh quan trọng của mình? Hay có những tính toán sâu xa hơn đằng sau sự do dự của họ? Theo ông Rezae, một trong những lý do quan trọng cho sự do dự của Iran có lẽ là tình hình kinh tế mà quốc gia này đang phải đối mặt. Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018, nền kinh tế Iran đã rơi vào khủng hoảng với nợ quốc gia lên đến 30% GDP, lạm phát đạt mức 49,5%. Đồng tiền mất 80% giá trị trong vòng chưa đầy 2 năm và tỷ lệ thất nghiệp gần 10%. Iran cũng phải đối mặt với nhiều biểu tình và tình trạng bất ổn xã hội. Phản ứng của người dân Iran cũng xuất phát từ việc chính phủ không chú ý đầy đủ đến nhu cầu của họ trong khi lại tiếp tục đầu tư vào các hoạt động quân sự và hỗ trợ cho các nhóm như Hezbollah. Tình hình chính trị tại Iran đang ở mức thấp nhất kể từ cách mạng hồi giáo năm 1979, với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử giảm xuống chỉ còn 41%. Do đó, một quốc gia đang phải vật lộn với vấn đề kinh tế và xã hội sẽ rất khó khăn để huy động sự ủng hộ cho một cuộc xung đột trực tiếp với Israel. Bên cạnh vấn đề kinh tế và chính trị, sự chênh lệch về sức mạnh quân sự giữa Israel và Iran cũng là một yếu tố đáng kể. Israel đã thể hiện rõ ưu thế quân sự với khả năng không chiến và công nghệ tiên tiến, trong khi đó, lực lượng không quân của Iran lại đang phải đối mặt với nhiều hạn chế. Các tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV của Iran chưa thể xâm nhập không phận Israel, trong khi không phận Iran lại hoàn toàn mở cho các cuộc tấn công của Israel. Trong bối cảnh đó, tổng thống Iran Masoud Bezekian đã tuyên bố rằng họ không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh trực tiếp. Điều này phản ánh sự thận trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. Các quan chức Iran đã từ chối yêu cầu từ Hezbollah về việc tấn công Israel, cho rằng thời điểm chưa thích hợp. Điều này cho thấy rằng Iran đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định can thiệp vào cuộc xung đột. Trên thực tế, trong các sự cố trước đây, chẳng hạn như vụ tấn công được cho là của Israel vào các đường ống dẫn khí đốt của Iran vào tháng 3 năm 2024, gây gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ quan trọng. Các nhà lãnh đạo Iran đã vô cùng lo ngại rằng các cuộc không kích tăng cường của Israel có thể làm mất ổn định thêm đất nước và làm tê liệt nền kinh tế vốn đã mong manh. Tehran cũng hiểu rằng việc tham gia vào một cuộc chiến tranh trực tiếp với Israel có thể sẽ kéo Mỹ vào cuộc xung đột một số nhà lãnh đạo Iran tin rằng sự leo thang của Israel là một cái bẫy do thủ tướng Benjamin Netanyahu thiết kế để khiêu khích Iran vào một cuộc xung đột trực tiếp với Mỹ và họ nên thận trọng để tránh rơi vào cái bẫy này. Tóm lại, ông Rezaei lưu ý sự do dự của Iran trong việc can thiệp vào tình trạng căng thẳng với Israel không phải là một quyết định ngẫu hứng mà là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp. Cuộc khủng hoảng kinh tế, tình hình chính trị không ổn định và sự tranh lệch về sức mạnh quân sự đã khiến Tehran phải tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Iran có thể tiếp tục hỗ trợ Hezbollah từ xa, nhưng một cuộc xung đột trực tiếp với Israel trong thời điểm này có lẽ là điều không khả thi. Phát biểu trên truyền hình Liban hôm 30 tháng 9, quan chức cấp cao nhất của Hezbollah, ông Naim Qasim tuyên bố, Chúng tôi đã sẵn sàng nếu Israel quyết định vào bằng đường bộ và lực lượng kháng chiến sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Ông này cũng cho biết Hezbollah sẽ chọn một thủ lĩnh để kế vị ông Hassan Nasrallah sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ chọn tổng thư ký cho đảng sớm nhất có thể và theo cơ chế đã được đảng thông qua trước đó. Và chúng tôi sẽ lấp đầy các vị trí lãnh đạo. Hãy yên tâm rằng các lựa chọn sẽ rất dễ dàng. Ông Nain Kasim nói trong bài phát biểu công khai đầu tiên của Hezbollah kể từ vụ ám sát Nasrallah. Ông Kasim cam kết tiếp tục sứ mệnh của Hezbollah nhằm chống lại israel và bảo vệ người palestine bất chấp những tổn thất mà lực lượng này phải gánh chịu ở liban những tuyên bố của israel về việc đã đánh trúng hầu hết các tên lửa tầm trung và tầm xa của hezbollah là một giấc mơ mà họ chưa đạt được và sẽ không đạt được ông kasim nói hezbollah sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu và mục đích thực địa như ông nasrallah đã đề ra lực lượng kháng chiến hồi giáo sẽ tiếp tục đối đầu với kẻ thù israel để hỗ trợ giải Gaza và Palestine, bảo vệ Liban và những người dân, đáp trả các vụ ám sát và giết hại dân thường, ông nói. Ông Kasim từng là ứng cử viên lãnh đạo Hezbollah trước khi ông Nasrallah được bổ nhiệm. Ông này nổi tiếng với trình độ học vấn sâu rộng, kiến thức tôn giáo. Sinh năm 1953 tại làng Kakila ở miền nam Liban, Kasim là một thành viên nổi tiếng của nhóm cựu vệ sĩ giáo sĩ dòng Said, 71 tuổi này, giúp sáng lập Hezbollah vào năm 1982 và làm phó tổng thư ký 7 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1991. Ông cũng giám sát các hoạt động xây dựng luật của Hezbollah. Là nhân vật thứ hai của Hezbollah trước khi thủ lĩnh Nasrallah bị ám sát, ông Qasim thường xuyên xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên truyền thông. Năm 2015, ông viết cuốn sách Hezbollah, câu chuyện từ bên trong, trình bày tư tưởng chính trị của lực lượng này. Israel muốn thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông Chỉ vài ngày sau khi ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah, Israel không kích sâu trong địa phận Beirut lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel cũng tấn công Houthi ở Yemen. Sự leo thang trong cuộc chiến này đã khiến nhiều người dân thiệt mạng, khiến một triệu người ở Liban phải di tản, vô số nhà cửa bị phá hủy. Giới chức Mỹ, những người vẫn đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn Dự đoán bộ binh Israel sẽ tràn vào Liban, nhưng nhấn mạnh rằng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như chưa đưa ra quyết định. Việc ám sát thủ lĩnh Hezbollah là một bước tiến nhằm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong những năm tới. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 28 tháng 9, nhà lãnh đạo Israel nhận thấy một cơ hội mở ra để tái cấu trúc quyền lực cơ bản ở Trung Đông và ông có thể cho rằng Hezbollah đang bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, chiến thắng hoàn toàn vẫn còn khó nắm bắt, giới quan sát nhận định. Kể từ ngày 17 tháng 9, Israel đã giáng đòn nặng nề vào nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Liban. Đến tối 27 tháng 9, khi ông Nasrallah bị giết trong một vụ nổ làm sập nhiều tòa nhà, ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, lịch sử gần đây chỉ mang đến những bài học cay đắng cho lãnh đạo Israel. Tháng 6 năm 1982, Israel tấn công Liban với mục tiêu để bẹp tổ chức giải phóng Palestine. Ngoài ra, họ hy vọng thiết lập một chính phủ do người tiên chúa giáo kiểm soát ở Beirut và đẩy lực lượng Syria ra khỏi đất nước. Nhưng cả ba mục tiêu này, Israel đều không đạt được mà khiến Hezbollah ra đời. Lực lượng này sau đó tiến hành chiến tranh du kích không ngừng nghỉ, buộc Israel phải đơn phương rút quân ra khỏi miền nam Liban.